sự chân thành, hết lòng của bản thân á sẽ quý giá biết bao nhiêu nếu mà bạn trao đi đúng người. Còn nếu mà bạn trao đi sai người á, nó sẽ bị chà đạp và không đáng một xu. Ok, chào mừng tất cả mọi người đã cùng quay trở lại với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Đây sẽ là video tiếp theo của chủ đề gửi kẻ trêu đùa tình cảm. Nếu mà các bạn nào chưa xem ở phần 1 thì các bạn có thể bấm vào đường link để xem lại. Và link thì mình sẽ để ở phần dưới nha. Ok, trước khi đi tiếp với video của mình thì sẽ là không liên quan nhưng mà cũng rất là liên quan luôn. Đó là nếu mà các bạn cảm thấy thích video của mình thì đừng quên hãy like, share, đăng ký kênh, ủng hộ mình. Cái này thì mình không có ép, vì mình ép cũng ép không có được. Mình chỉ nhắc sợ trường hợp mọi người quên thôi đó. Ta sẽ mở đầu phần 2 với đôi lời công bằng cho những bạn đang ở trong tình trạng này nha. Nếu mà đã xem phần trước thì có thể sẽ nhiều người sẽ nghĩ là mình khờ. Mình không đồng ý nhưng cũng không phản bác lại. Nạn nhân hả? Mình sẽ không dùng từ này đâu, vì mình không thích. Nó kiểu như mềm yếu, cần được bảo vệ sao ấy. Những người ngoài thường sẽ quăng vào mặt ta những cái câu đại loại như là mày bớt ảo tưởng đi, tao nhìn là tao biết nó không thích mày rồi. Rồi nào là tao đã nói mày rồi, tao đã khuyên mày rồi, mày không chịu nghe, cứ đâm đầu vào, ngu chưa con. Hoặc là chỉ phớt lờ đi. Người ngoài á thường sẽ không hiểu ta đã trải qua những gì đâu. Mọi người biết trong gần ấy năm mình đã nhận ra điều gì không? Đầu tiên là bạn sẽ vĩnh viễn không thể thắng được loại người đó đâu. Sau khi biết là mình đang chuẩn bị rơi vào cái hố của 4 năm trước mà mình đã từng bị té qua á, thì lần này mình tự thôi miên bản thân. Mình nghĩ biết đâu lần này mọi chuyện sẽ khác. Vì đã 4 năm rồi, cả cái thanh xuân rồi còn đâu. Ai cũng phải lớn, phải chín chắn hơn, phải biết mình thật sự cần gì rồi. Lần này mình muốn dùng sự chân thành của mình một lần nữa, chọn ở bên họ, cho nhau một cơ hội nữa. Nhưng rồi mình lại sai. Đã sai, vẫn luôn sai với cái thể loại đó. Sau nhiều hint mà cả hai đã tung cho nhau á, thì mình quyết định mình sẽ là người inbox nói rõ tất cả. Nhưng rồi mình nhận ra á, mình sẽ vĩnh viễn không thể nào dùng sự chân thành cảm hóa được tình cảm đến từ một người không biết trân trọng. Sự chân thành, hết lòng của bản thân á sẽ quý giá biết bao nhiêu nếu mà bạn trao đi đúng người. Còn nếu mà bạn trao đi sai người á, nó sẽ bị chà đạp và không đáng một xu. Trong tình cảm á, cho dù có bao nhiêu ngàn phép thủ đi chăng nữa thì bản thân bạn vẫn sẽ là người thua cuộc. Nếu mà 1. Lợi phí bạn trao vào là sự chân thành, hết lòng. 2. Là đối phương từ đầu chí cuối không đưa cảm xúc thật của mình vào. Mọi người có thể nghĩ mình ngu, nhưng mình không nghĩ như vậy. Mình không nghĩ mình ngu, thậm chí mình còn tự hào về bản thân nữa. Vì cảm xúc của mình đưa vào từ đầu chí cuối là thật. Mình chân thành, mình nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Còn cái thể loại đó, mình sẽ rút kinh nghiệm. Vì lần trước á, trong trận cãi vã mình đã nặng lời. Lần này, mình sẽ không bàn tới nữa. Sẽ không tự làm bẩn miệng mình khi nhắc về cái thể loại đó. Khi miêu tả về cái thể loại đó, dù có đúng thì cũng không đáng để mà hạ thấp giá trị của mình vì những người như vậy. Và mình nói luôn, mình rất là phản cảm với thể loại đó nên mình sẽ không dùng kính ngữ. Và có những chuyện bản thân thực sự không thể hiểu nổi, như là họ suy nghĩ gì khi mà hành xử như vậy. Lúc trước mình không hiểu, hiện giờ mình cũng không thể hiểu, nhưng mình chọn không cần phải hiểu nữa. Có những người á, thú vui của họ là muốn nhìn thấy người khác đau khổ. Thú vui của họ là muốn đem tình cảm của người khác ra làm giày vò, làm trò tiêu khiển. Có những người á, thú vui của họ là muốn người khác trao đi cho họ thật nhiều. Họ chỉ muốn nhận mà không hề muốn trao đi. Sẽ khó mà thoát ra. Nhất là mình là một người nặng tình, có phần lụy tình nữa. Nhưng mình đã phải dùng 4 năm để mà trả giá cho sự nặng tình của bản thân. 4 năm. Coi phim thì chỉ mất vài giây để hiện dòng chữ trên khung hình. Nhưng mà ngoài đời á, 4 năm thật sự rất là dài, rất là khó trải qua với những cơn dằn vặt ôm hận vào người. Suy nghĩ một cách lý trí thì cũng hiểu. Một người mà thật sự thích ta thì đã không nỡ để ta đau khổ, thậm chí là trong một ngày, huống chi là 4 năm chứ phải không? Một phần cũng tại mình cố dính vào họ nữa. Một người mơ mộng ôm hy vọng vào một kẻ thích chơi đùa tình cảm của người khác.
mình phải thoát ra thôi. Mình đặt cho thể loại đó một cái biệt danh, đó là chiếc hộp Pandora. Trong thần thoại Hy Lạp á, có một chiếc hộp không được phép mở ra vì nó chứa đầy tai ương, bệnh tật, chiến tranh, nhưng lại bị mở ra do sự tò mò. Thì đó, có những sự vật, có những con người như chiếc hộp Pandora vậy. Bạn không được phép dây vào, bạn dây vào thì bạn trả giá. Thế thôi. Tuy là rất là dị ứng với cái thể loại đó. Trong những cái clip trước á, có một cái câu hỏi mà mình trả lời á, là bạn có hối hận về những cái việc trong quá khứ không? Lúc đó mình trả lời là không, nhưng mà gần đây thì mình có phần đắn đo. Thật sự, nếu mà lúc đó mình không gặp họ, nếu mà lúc đó mình không cứng đầu làm điều mình thích á, thì có lẽ 4 năm nay mình đã không phải đau khổ như vậy. Nói thì nói vậy thôi, chứ ta đâu có khả năng thay đổi quá khứ đâu. Huống chi, trong 4 năm nay, dù không muốn thừa nhận, nhưng mà cái thời đại đó thật sự đã dạy cho mình rất là nhiều bài học đó. Nhưng mà clip cũng khá dài rồi, nên mình sẽ để dành vào một dịp, vào một clip sau thì mình sẽ nói rõ hơn nha. Cuộc đời sẽ cho chúng ta những loại trái cây khác nhau. Đừng buồn khi mà nếu mà có người được quả táo, quả lê, quả xoài, còn bạn thì được quả chanh. Trong khi người ta ăn những loại trái cây đó thấy ngọt, bạn thì ăn nó thấy chua chát. Thì đừng vắt trực tiếp, hãy biết tận dụng. Và may mắn mình đã tận dụng nó để cho ra đời series tình yêu đang thụ lùi này. Và điều cuối cùng mình muốn gửi tới clip ngày hôm nay á, các bạn biết cái tội nghiệp của những kẻ chơi đùa tình cảm nó là cái gì không? Cái tội nghiệp của một đứa cha nam cha nữ á, không nằm ở việc họ bị người khác nguyền rủa ra sao, ghét bỏ thế nào. Đó chỉ là yếu tố bên ngoài thôi. Còn yếu tố bên trong á, là khi mà họ đang đùa giỡn tình cảm với người khác á, là họ đã tự tước đi cho bản thân mình cái quyền được yêu thương thật lòng, được trân trọng, được lắng nghe và là bờ vai vững chãi cho họ một cách vô điều kiện rồi. Có thể ở cái độ tuổi bồng bột này thì họ nghĩ là chắc tôi cần. Ok, không sao nếu như bạn nghĩ vậy. Nhưng các bạn biết gì không? Vào một độ tuổi nào đó lớn hơn á, thì cái người ta hy vọng tìm về được nhất á, là một người có thể yêu thương mình vô điều kiện và muốn lắng nghe mình. Chứ không phải là chuỗi thành tích được tạo ra từ chuỗi ngày xem sự chân thành của người khác ra là một trò đùa đâu. Ok, video của mình tới đây là đủ dài rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và xem hết video của mình nha. Nếu mà các bạn cảm thấy tâm đắc với những cái chiếc video này của mình á, thì các bạn có thể like, share để mà mình có cơ hội tiếp cận được với nhiều bạn hơn, cũng như là thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha. Và bạn cũng có thể comment trực tiếp phía bên dưới cảm nhận của các bạn về video này, cũng như là những cái chủ đề mà các bạn muốn mình thực hiện. Mình sẽ note lại và mình rất rất là trân trọng luôn. Cuối cùng, lịch ra video của mình là vào mỗi thứ 3 hàng tuần. Một lần nữa, cảm ơn vì đã xem hết clip của mình và hẹn gặp lại.